sabe. Mẹ thế nào vào khu này đã, mà cái này là cái gì nhỉ? Mẹ thực sự ghê á. Mẹ sao con này cứ làm vướng ấy nhỉ? Tụ nhà lát. Thời gian hồi sinh rồi. À, nói chung một hộ trận lần này có vẻ khá là tệ, cho nên ta sẽ chơi lại một trận bón ớt nào đó.